Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN đối với những người liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN đến từng người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra cho biết, kết quả giám định này có thể để Cơ quan An ninh Điều tra xem xét việc khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân. Trước đó, trong tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ của bà Cao Thị Cúc. Theo đó, đơn tố cáo của Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống ở hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của Cao Thị Cúc, gửi đến Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác giám định. Trước đó, 7 người tại tỉnh Thất Bồng Lai đã lần lượt bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong tháng 7 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù. Các bị cáo khác gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nghị Nguyên bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn các bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù. Sau đó, thì tất cả 6 bị cáo đã làm đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Long An để kháng cáo. Theo dự kiến, ngày 2 tháng 11 tới, Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ mở phiên tòa phúc thẩm. Những thông tin tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like cũng như là subscribe cho S News nhé.